ở nước Mỹ. Xin vô thẳng đề tài các bạn. Thì hiện giờ mình có rất là nhiều các bạn ngoài kia hơi có không có rõ về cái vấn đề sử dụng bộ TR90 nhá. Thì hôm nay mình xin hân hạnh để lên chia sẻ với các bạn. Thì ở đây mình chỉ nói về chức năng, cách ăn uống để mà có hiệu quả với cái bộ TR90 và chức năng của từng thành phần một trong bốn cái thứ trong cái bộ TR90. Mình không nói về thành phần, mình chỉ nói về chức năng thưa quý vị ha. Thì bây giờ mình xin vô thẳng đề tài. Và các bạn biết rằng đó, thì là với cái chế độ ăn uống truyền thống đó, thường thì là ít chất béo và nhiều chất bột, tinh bột, hay là tiếng Mỹ gọi là carbohydrate. Thì mình khi mà mình giảm cân đó quý vị, thì cái trọng lượng đó mà mình mất đi đó, trong đó nó gồm một phần là nước, một phần là chất béo và một phần là cơ bắp các bạn. Ok, và trong cái tổng số lượng mà cơ bắp, cái trọng lượng mình mất đi đó, chào các cháu nhá. Chào Jessica, Nguyễn Tâm, Nguyễn Thanh Phương và Phạm Thật Xuân. Cảm ơn các bạn có mặt ở đây. Thì bây giờ mình trở lại cái tổng số mà mình mất đi thường thường đó, nó là 20 cho tới 40% là cơ bắp. Phải không? Và nếu mà cơ bắp mình bị mất đi đó, thì cái sự hoạt động trao đổi chất, tức là metabolism đó, và quá trình trao đổi chất nó sẽ bị chậm lại. Và trên thực tế đó quý vị, mà cứ mỗi kg mà mình mất đi mà nó không là chất béo mà nó là cơ bắp bị mất đi đó, thì cái năng lượng, cái chi tiêu của cái năng lượng và chuyển đổi hóa của mình giảm tới 25 cho tới 40 kilocalorie mỗi ngày. Và cái đó là mình không muốn xảy ra quý vị. Thì do đó với cái H-log TR90, trọng tâm á, là xác định lại cái thành phần cơ thể mà mình cần được thúc đẩy bằng cách là duy trì cơ bắp của mình, và thông thông qua cái kế hoạch ăn uống có khoa học, đúng không? Và bổ sung và thay đổi cái sự cân bằng và làm cho cái cơ thể của mình đạt được cái vóc dáng mà mình muốn. Thì đây là cái bộ này đó, mình có thể nói thì là chuyển đổi hoặc là biến đổi cơ thể trong vòng vóc dáng chứ không phải cơ thể, vóc dáng trong vòng 90 ngày. Ok, thì quý vị đã biết rằng kiến thức căn bản của mình đó là 1 kg của cơ bắp á, với lại 1 kg của mỡ đó ha, thì cái khối lượng của mỡ nó gấp 3 hoặc là nó gấp 5 lần. Hai cái trọng lượng là bằng nhau, 1 kg cơ bắp đây, 1 kg của mỡ ở đây, thì cái khối lượng của mỡ mỡ nó có thể bằng này, và khối lượng của cơ bắp cũng 1 kg, cái khối lượng nha chứ không phải là trọng lượng, nó chỉ bằng này thôi. Thành ra nếu mà mỡ này trong người mình nó làm cho mình mọc ra là vì vậy nhá. Và khi mà bắt các bạn dùng cái TR90, các bạn nên nên để ý rằng đó, 1 cho tới 3 tháng đầu quý vị có thể cân nặng hơn, và từ từ quý vị có thể cân nặng hơn độ chừng 5 kg, từ 2-3 cho tới 5 kg, nhưng mà cái thân hình của cái vóc dáng của quý vị nó chuyển đổi mà thon gọn và săn chắc trở lại. Thì cái đó là kết quả của TR90 có thể tạo được cho mình, là nó biến đổi cái vóc dáng của mình. Thành ra đừng có lưu ý tới cái trọng lượng, các bạn nên chuẩn bị tinh thần là đa số khi các bạn lên cái bộ sản phẩm này thì 3 tháng đầu nó có thể cái trọng lượng nó đứng yên, và tự nhiên trong thời gian sau 5 6 tháng 6 tháng sau đặc biệt á, thì bạn có thể tăng lên 2 kg, 3 kg, 5 kg, nhưng cái vóc dáng của các bạn thon gọn và săn chắc trở lại. Thì làm sao để theo dõi cái điều đó, thì tất cả mình khuyên nên các bạn nên mua cái này, cái máy này quý vị. Hoặc là các bạn nào mà mua cái bộ TR90 qua một cái vị nào khác á, thì các bạn yêu cầu người ta đo cho mình cái này. Cái này là cái cần phải làm trước khi mình lên chương trình giảm mỡ tăng cơ quý vị nha. Thì cái này nó gọi là Omron. Omron ha, và trong cái máy này của cái này là một cái kỹ thuật mà của nước Nhật. Và với cái máy này nó cho mình 7 cái chỉ số nha, Omron. Ok, mình đến coi. Cái tên của nó là Omron và HBF, HBF 54 là cái số của cái máy đó đó. Thì nó cho mình 7 cái chỉ số cơ thể, nó sẽ cho mình là trọng lượng của cơ thể. Cái thứ hai là phần trăm của mỡ, phần trăm của mỡ cơ thể, phần trăm của mỡ bụng và phần trăm của cơ bắp, và cái sự biến đổi chất trong người mình lúc đó là bao nhiêu kilocalorie một ngày, và sau đó là cái tuổi cơ thể, tuổi sinh học, gọi là tuổi sinh học. Cái đó nó quan trọng và tốt hơn là những cái thứ khác như cái tuổi đời các bạn.
Tuổi đời là bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà tuổi cơ thể cực kỳ quan trọng, tại nó liên hệ tới cái sự sống lâu và sự khỏe mạnh của mình trên trái đất quý vị nha. Thì cái đó là cái mà tìm hiểu chỉ số cơ thể của mình, bảy chỉ số cơ thể của mình vừa mới nói, do cái máy Omron là cái thứ nhất quý vị nên có, nên làm trước khi quý vị sử dụng cái TR90, để chi, để mà theo dõi vào mỗi 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 2 tháng các bạn lên đó các bạn cân lại, thì bác Thạnh sẽ ngạc nhiên là thấy rằng cái trọng lượng của mình có thể nặng hơn nhưng cơ bắp tăng lên và mỡ giảm xuống nhá. Thì có Omron nó mới cho mình biết như vậy. Thành ra mình thấy các rất nhiều bạn mà mình cứ gặp những câu hỏi liền vô cho mình hỏi rằng cô ơi con uống cái này sau 3 tháng con lại bị tăng ký, nhưng mà họ không biết rằng trong cơ thể họ cơ bắp đang tăng và mỡ đang giảm nhờ cái bộ TR90 này quý vị nha. Thì các bạn luôn luôn phải yêu cầu, nếu các bạn không có máy này mà các bạn mua cái bộ này từ ai, các bạn yêu cầu phải được đo 7 chỉ số cơ thể, cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là song song với cái bộ TR90 này đó là mình vẫn cần phải uống Lifehack ở Việt Nam hoặc là Lifehack Nano bên Mỹ, hoặc là dùng Eliquis thêm, để chi, để mà cái chỉ số chống oxy hóa của mình nó được gia tăng cao, và do đó cái hữu hiệu của cái TR90 nó đi nhanh hơn và nó đi tốt hơn nha. Thì cơ thể của mình tế bào phải được ăn cái đã, rồi cái hỗ trợ trị liệu cho giảm mỡ hay là biến đổi vóc dáng là cái bộ TR90 nó sẽ hữu hiệu một cách nhanh hơn các bạn. Nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Thì với cái ok, thì bây giờ trở lại là cái nơi đầu tiên để bắt đầu làm giảm cái lượng, là mình là phải bắt đầu mình ăn giảm cái lượng tinh bột của mình nha, bắt đầu cái chương trình này, và mình giảm những cái chất béo xấu. Ok, chất béo nó có 2 loại các bạn, chất béo xấu và chất béo tốt. Chất béo xấu là gì, mình nói nhiều trong cái quá khứ những cái bài cũ của mình, nhưng mà có thể nói đại khái như là các cái loại mà mỡ mà mình khi mình ăn các cái loại bánh đó, có cái chữ nào mà bắt đầu bằng bánh là các bạn phải cẩn thận. Bánh mì, rồi bên Mỹ mình thì có các cái loại bánh tròn tròn là muffin, rồi bánh mà croissant, rồi bán đầy dãy. Ở bên Việt Nam cũng vậy, các loại bánh bất cứ cái chữ nào bắt đầu bằng chữ bánh là các bạn phải tránh xa, không ăn được. Thì mình hai thứ mình phải tránh xa là các cái loại bắt đầu bằng chữ bánh, rồi các cái loại bắt đầu bằng đường, chất ngọt, bánh với ngọt là mình phải tránh xa, để mà mình khi mình muốn chủ tâm là biến đổi cơ thể mình, cái vóc dáng của mình, là mình phải tránh hai cái thứ đó. Thì tại vì những cái bánh á luôn luôn nó có chất béo xấu ở trong đó, nó có những cái oil mà nó có nhiều cái trans fat đó quý vị. Trans là TRANS, mình nói tiếng Anh là tại vì cái trans mình không dịch được, fat là mỡ, mỡ trans á, thì mình nó nằm ở trong các cái loại bánh, rồi các cái loại dầu, tất cả các dầu ăn trên thị trường đặc biệt ở Việt Nam đều không tốt, thì cái đó là những chất béo xấu. Chỉ còn chất béo tốt là quý vị để ý là cái gì, là dầu dừa, dầu ô liu, và bên này nó có dầu avocado tức là dầu bơ. Đó là 3 loại duy nhất mình có thể ăn được nha. Và nếu mà các bạn đi theo cái chương trình mà ăn cái chương trình mà keto đó, ăn theo ketogenic á, ăn chương trình keto là ăn ăn mà mỡ mỡ tốt á, thì mỡ tốt nó thật sự nó có nhiều trong mỡ heo và mỡ thịt bò, rồi thì cũng là mỡ tốt, nhưng mà dầu dừa thì là mỡ tốt. Đại khái như vậy. Nhưng mà cái hệ thống heo với bò bên Việt Nam mình và cả Mỹ cũng vậy quý vị, họ nuôi trong nông trại, họ cho con bò con heo ăn cái gì là mình ăn cái đó thì mình cũng chết không. Thành ra các quý vị phải cẩn thận về các cái thịt, nếu mình là còn ăn thịt đó, mình thì bây giờ là không ăn thịt rồi, mình còn ăn, nhưng mà 1% cái chất thịt mình ăn là cá salmon, cá hồi đó quý vị, còn mình không ăn thịt thường nữa. Thì cái ý mình đó, nếu mà các bạn còn ăn thịt đó, thịt heo thịt bò cũng tốt, nhưng mà phải ăn thịt hữu cơ nhá. Bò thì phải là bò ăn cỏ, tức là grass fed beef, bò ăn cỏ. Và heo thì mình phải biết chắc là mình mua nguồn heo mà người ta nuôi hữu cơ, cái gì cũng phải hữu cơ hết, trứng cũng phải hữu cơ và rau củ phải hữu cơ hết 100% quý vị nha. Tại vì cái tiền á, nó mắc nhưng mà nó không mắc là tại vì mình tránh được bệnh tật ung thư. Thì bây giờ nói tới cái đó là chế độ ăn uống đại khái là mình phải để ý ha, mình phải giảm giảm ok đang đọc rồi bị la giảm lượng tinh bột càng nhiều càng tốt. Đó, thì cái tổng số ăn của mình nó là như vậy đại khái quý vị, là 60 cho tới 70% là rau, mà rau sống và rau tươi, còn 5 cho tới 10% mình có quyền ăn trái cây. Mà các bạn nào bị tiểu đường thì lẽ nhiên trái cây là mình thứ nào tránh là các bạn biết rồi, là bác sĩ đã dạy rồi nha. Nhưng mà cái 2 cái loại trái cây mà kể cả tiểu đường mà ăn mà tốt nhất, và kể cả cho chương trình giảm béo này quý vị, thì trên những cái tài liệu mình đọc, 2 cái loại trái cây mà tốt nhất đó là blueberry với lại bưởi nha. Còn avocado nó không phải là trái cây mà nó bên phần rau củ, mình cũng nên ăn mỗi ngày từ 1 cho tới 2 trái, là tại vì trong avocado nó có rất nhiều
nó có cả chất đạm và nó cả có cả chất béo tốt cho mình, và nó có nhiều antioxidant nữa quý vị. Thành ra trái bơ cực kỳ tốt cho những người nào mà ăn chay như mình, thì mình cần cần cái đó, và tại vì mình muốn ăn chất béo tốt. Và sau đó mình cũng sẽ cho các quý vị ăn chi tiết thêm một tí nhé về cái cách ăn uống. Thì bây giờ mình đi tiếp tục cái phần này nè, là mình phải giảm lượng carb, tinh bột, rồi và giảm hết tất cả chất béo xấu, tức là những cái thức ăn nào bắt đầu một chữ bánh với lại chất ngọt là mình phải tránh xa hoàn toàn rồi. Và do đó cái sự giảm thiểu lưu trữ các cái chất béo trong cơ thể của mình là qua cái sự giảm thiểu tinh bột và chất béo xấu và chất đường, chất ngọt. Là cái đó là ba cái thứ mình phải tránh để mà giảm thiểu lưu trữ chất béo trong cơ thể mình ha. Và đồng thời rất quan trọng đó, là mình phải duy trì vào cái tập trung vào cái việc duy trì chất đạm là protein và trái cây và rau quả. Và các bạn nên ăn trái ăn ăn rau quả thì ăn ăn sống càng nhiều, cái cả broccoli là cải xanh, mình cố mình nói tiếng Việt càng nhiều càng tốt như quý vị. Cải xanh rồi là mình có thể ăn sống được rồi. Cái súp lơ, tức là những cái gì quý vị có thể nhai mà nuốt được mà sống là làm luôn hết quý vị nha. Tại vì khi mà rau sống nó tốt cho mình hơn, tất cả những cái antioxidant nó vẫn còn nằm ở trong đó, và nhiệt độ nó sẽ giết tất cả những cái antioxidant trong rau. Không, thành ra rau mà rau luộc là khỏi, là mình chê, mình chạy, mình mất thì giờ ăn và không có hỗ trợ gì mình hết á. Không, thành ra mình ăn rau sống chứ mình không có ăn rau luộc nha. Và trái cây thì mình ăn 10%, còn rau sống mình ăn gần như là 60% của cái thức ăn hàng ngày của mình nha. Rồi cái cách phân phối cái lượng mà protein là chất đạm của mình đó quý vị, thì ăn 3 lần mỗi ngày, trưa, sáng, trưa và chiều, tức là mình phân phối chất đạm chia đều qua làm 3 lần mỗi ngày để chi. Chất đạm á, nó là thức ăn nó cho cơ bắp của mình, và cơ bắp là cái máy mà đốt mỡ cho mình. Thành ra khi mình cho cơ bắp mình ăn 3 lần một ngày chia đều ra thì cơ thể mình được đốt cơ bắp 24 tiếng một ngày quý vị nhá. Thì cái ý nó là như vậy. Thành ra các bạn nào mà nhiều khi là các bạn làm neo hay là sáng mới chưa nhịn rồi chiều mới vô ăn về nhà ăn một 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 đống thức ăn mà thịt thà chẳng hạn, thì cơ thể các bạn ban ngày là đã bị đói đói chất đạm rồi, buổi chiều mới được ăn thì nó không có thăng bằng, không tốt. Thành ra duy nhất các bạn nhớ kỹ là phân phối lượng chất đạm của mình đều suốt 3 bữa ăn một ngày nha. Thì đó là kế hoạch ăn uống của cái ASLOC TR990 để mà có thể thúc đẩy chuyển hóa cơ bắp hoạt động một cách bình thường. Và cơ bắp hoạt động tức là cơ bắp đốt mỡ cho mình suốt 24 tiếng một ngày quý vị. Thì có nghĩa là đại diện, tức là cái điều này đại diện cho cái sự gia tăng trọng lượng của cái chất đạm, tức là cơ bắp mình tập trung vào đó cho cơ thể mình. Và ok, và kế hoạch ăn uống là khuyên mình đó là nên tiêu thụ, là ăn nhiều bữa ăn nhỏ thì tốt, và không nên nhịn đói để mà giảm ký nha quý vị, nó không có lành mạnh nha. Rồi thì bây giờ nói vô cái đó là cái cách ăn uống và cái cách cái omron đó quý vị. Thì bây giờ mình chia sẻ với quý vị đó là khi mà mình đo cái omron đó thì trong này đó, bây giờ cái số căn bản của cái omron khi mình đo này quý vị nhá, thì công ty New Skin đó hay là tổng tổng số ngoài kia cũng vậy, cái phần phần trăm của mỡ mà trong cơ thể của mình đó thì từ 16 tuổi cho tới già ha, thì là cái bình thường á là từ 20% cho đàn bà, là từ 20% cho tới 33%. Nhưng mà thôi bây giờ mình để mà mình đơn giản hóa là mình học thuộc lòng trong đầu mình rồi quý vị, là cơ thể mình theo tiêu chuẩn của một người cơ thể trẻ, tức là một phụ nữ, nếu mà một người đàn bà 30 tuổi thì cái tại vì mình thấy cái hình của nếu một cơ thể mà bao nhiêu chục phần trăm thì cái cơ thể nhìn như thế nào đó thì mình thích, và do đó mình học nha. Thì đối với một cơ thể của bất cứ tuổi nào cũng vậy, kể cả mình 65. Ok, thì cái tiêu chuẩn căn bản đó khi mình đo cái Omron, cái máy Omron này nè quý vị. Khi mình đo cái Omron này thì cái này là các quý vị nhớ nè, cơ thể mỡ cho phụ nữ đó chỉ nên từ 20% trở xuống. Mỡ đó cho phụ nữ body fat chỉ nên từ 20% trở xuống, còn người đàn ông đó là mỡ cơ thể chỉ là 15% trở xuống. Lẽ nhiên các bạn nào mà tập về thể hình thì cái mỡ cần giảm đi hơn, không sao hết, và tốt hơn chứ không có gì hết. Ok, rồi. Và mỡ bụng đó quý vị ha, cái chỉ số thứ hai, chỉ số phân tích thứ hai của cơ thể là mỡ bụng, nó gọi là visceral fat đó. Thì tất cả chúng ta nam nữ đều cần 4%, dưới 4% nha, cái đó là lý tưởng, là chỉ số lý tưởng. Rồi cơ bắp quý vị đó thì chỉ số lý tưởng cho người phụ nữ là phải 28% trở lên,
và người đàn ông là 35% trở lên. Đó là chỉ số lý tưởng cho cơ bắp nha. Rồi còn về tuổi sinh học lẽ dĩ nhiên thì cái đó là ba cái các bạn cần nhớ mà thôi nha. Mỡ cơ thể, mỡ bụng và cơ bắp là lý tưởng là như vậy. Thành ra khi quý vị đi ra làm việc khách hàng, cái đó là cái quý vị cần nhớ, và khi dùng sản phẩm quý vị cũng đi theo dõi những cái chỉ số như vậy. Thì cái đó là cái mình dùng để monitor mình, để theo dõi mình trong khi mình sử dụng cái bộ TR90. Thành ra cái trọng lượng, cái kilogram trọng lượng cơ thể không phải là cái mình theo dõi. Cái mình theo dõi là phần trăm của mỡ cơ thể, phần trăm của mỡ bụng và phần trăm của cơ bắp mà mình vừa mới cho quý vị vừa rồi nha. Ok, rồi thì bây giờ mình nói bây giờ cái đó là cái mà để thức ăn nha. Và bây giờ để xác, bây giờ nói qua cái phần ăn uống được quý vị. Thì nếu mà khi ăn đó thì mình ăn protein đó, mà mình ăn nhiều quá có thể theo những cái tài liệu mình đọc của Dr. Mokola và một vài cái trung tâm ung thư khác đó, mình ăn protein hoặc là mình ăn nhiều thịt quá, tức là mình ăn nhiều chất đạm quá, nó có thể gây ung thư. Và quá nhiều, mình bị quá tải cái chất đạm trong người mình cũng làm cho tiểu đường nữa quý vị nhá. Thì bây giờ để xác định, đây là cái công thức mà để xác định mình ăn bao nhiêu protein là đủ, thì quý vị dùng cái công thức á, là mình khi mà cái Omron nó cho mình cái phần trăm của mỡ của mình chẳng hạn, ví dụ như phần trăm của mỡ của mình là 20%, thì rõ ràng là cái phần còn lại, phần còn lại của mình là 80% là cơ thể nạc của mình, là cơ thể không có mỡ nhá. Thì bây giờ để mà xác định là mình cần ăn bao nhiêu lượng program của bao nhiêu protein mỗi ngày đó, thì mình chỉ cần nhân cái tỷ lệ phần trăm của cái cơ thể gầy của mình đó, là cơ thể không có mỡ của mình đó, với cái trọng lượng hiện tại không mà kilogram ở bên Việt Nam hoặc là pound ở Mỹ cũng được thôi. Thì nếu bây giờ mình chỉ dụ như là một bạn là 160 pound, mình ở bên Mỹ thành ra mình dùng pound đi tại vì mình quen rồi, thì quý vị cứ biết rằng 1 pound thì bằng 1 kilogram thì bằng 2.2 pound, thì tí nữa quý vị có thể đổi qua cái kilogram nếu quý vị muốn ha. Thì nếu chỉ dụ là mình nặng 160 pound thì mình cái và mình 20% mỡ do cái máy Omron của nó đo cho mình là cơ thể của mình đang 20% mỡ body fat á, thì mình mới là, tức là cơ thể nạc của mình là 0.8% phải không ạ, là 80% phải không ạ, có nghĩa là bằng 0.8, 80% là bằng 0.8, thì mình lấy trọng lượng của mình, cơ thể của mình đứng trên cái Omron là 160 pound, mình nhân cho 0.8 thì cái khối lượng nạc của cơ thể mình lúc đó là 128 pound, thì mình mới lấy mỗi một pound đó mình chỉ được quyền ăn 0.5 gram protein. Thì do đó 128 pound mình chia cho, mình nhân cho 0.5 gram protein, có nghĩa là mỗi một ngày mình chỉ cần 64 gram protein mỗi ngày mà thôi. Ok, và từ công thức này quý vị, mình 120 pound mình đã nhân lên, thì cơ thể của mình hiện giờ mình bây giờ mình cũng là khoảng 20% là body fat á, thì do đó mình lấy cái cơ thể, cái trọng lượng của cái phần trăm của cơ thể gầy của mình là 0.8, mình nhân cho 120 pound thì cái số lượng còn lại của mình là 96 pound, rồi mình nhân cho 0.5 gram protein mà mình được quyền ăn cho mỗi cái đó đó, thì tôi nó ra con số là 48 gram mỗi ngày mình được quyền tiêu thụ quý vị. Thì mình đã tính ra như vậy để mình biết rằng mình không có quá tải về cái vấn đề ăn uống protein. Thì bây giờ mình nói vô cách áp dụng của bộ TR90 nha quý vị. Thì đây là cái Green Shake nha. Ở bên Việt Nam mình có cái gói đó, cũng là tốt, là nó là Dream Shake. Dream Shake là whey protein, là từ chiết xuất của bò, là chất đạm mà chiết xuất từ sữa bò, cũng tốt luôn. Còn mình ở nhà mình có cái Green Shake là tại vì mình là dân ăn chay và mình chỉ thích ăn rau thôi, thì mình mà cái này nó rất là ngon quý vị. Nó như là trà matcha xanh của Nhật đó, thành ra mình cực kỳ mê cái sản phẩm Green Shake này quý vị. Thì trong cái này đó mỗi một cái scoop á là 15 gram, nó cho mình 15 gram protein. Thì đối với cơ thể mình á, mỗi một ngày đó nếu mình uống 2 scoop, sáng 1 ly, trưa 1 ly, là mình uống với điểm tâm vào buổi trưa, thì có nghĩa là mình đã có 30 gram protein. Mà như hồi nãy mình đã chia sẻ với quý vị đó, là với 120 pound của mình đó, thì mình chỉ cần có 48 gram protein mỗi ngày thôi. Thì nếu mình uống 2 scoop này là 30 gram rồi, thì mình chỉ cần có thể mình chỉ cần thiếu 18 cho tới 20 gram mỗi ngày, thì mình có thể lấy ra từ rau củ, và trong rau có rất nhiều loại rau có protein. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn thịt đó, thì đây là cách theo dõi để mà tính nè quý vị. Mỗi một ounce của thịt đỏ đó thì nó cho mình từ 6 cho tới 9 gram protein nha. Rồi mỗi một quả trứng đó
nó cho mình từ 6 cho tới 8 gram protein. Thì quý vị viết cái đó xuống để mà biết mỗi ngày mình ăn như bao nhiêu. Và đậu, các cái loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh đó, thì mỗi một nửa ly đó thì 7 cho tới 8 gram protein quý vị. Thì cái này là cái tài liệu mình đọc ở trên mạng. Nhưng mà trong sách New Skin của mình, cái sách này của nó đi chung với cái bộ TR90 mà công ty cho mình, cũng liệt kê rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Thì thì đây nè, thì công ty cho biết rằng đó, rồi cái này phải lấy kính ra rồi. Công ty cho biết rằng đó, mỗi mỗi 4 ounce của steak hay là chicken hay là fish, 4 ounce mỗi ngày, 4 ounce là 30 gram protein quý vị nhá. 4 ounce thì bằng cái lòng bàn tay của mình. Quý vị nhìn cái bàn tay của mình đây, thì cái lòng bàn tay và cái chiều dày của cái bàn tay thì cái đó là khoảng 4 ounce rồi. Thì quý vị ăn mỗi một ngày 4 ounce như vậy thì nó bằng 30 gram protein đó, rất là nhiều nhá. Thành ra cái đó là cái lối mình đi theo dõi cái protein, chất đạm của mình, để mình đừng có ăn quá tải, để mà nó không có tốt cho thận của mình. Và mình ăn quá tải nó cũng làm cho ung thư nữa, và ăn quá tải về chất đạm á, nó cũng làm cho bị tiểu đường nữa quý vị nha, mà minh chứng đàng hoàng. Thì cái đó mỗi một ngày thì mình uống hai lần, buổi sáng mình đang dùng là buổi sáng với buổi trưa. Thì buổi chiều mình ăn bữa ăn chính thì mình đã có 30 gram hai lần rồi, cộng với bữa ăn chính buổi chiều là 20 gram. Thì mình ăn rau củ, thì nếu mà người nào mà ăn rau củ á, thì thì đây là cái lượng mà rau củ protein mà nó có thể, đây là các loại rau mà các bạn cho mình lấy cái bảng ra nhé. Các loại rau mà cho mình cái protein mà mình không cần ăn thịt quý vị là bean, lẽ nhiên lima bean, tức là cái đậu mà nhỏ nhỏ, đậu phi á quý vị, cực kỳ nhiều luôn. Rồi bắp ha, rồi artichoke, artichoke là artiso ha, rồi nấm, nấm là mỗi một một ly nấm á, là có cả tới 4 gram protein các bạn. Thì các bạn ăn 3 ly là 12 gram rồi còn gì nữa ha. Thì mỗi một hồi mình ở Việt Nam mình rất là mê nấm, mình ăn 3-4 ly nấm một ngày là chuyện bình thường. Rồi trong này họ nói đậu hũ, nhưng mà đậu hũ thì quý vị bây giờ mình nó ra mình xuống chương trình ăn uống đậu hũ rồi, tại vì đậu hũ bây giờ nó process, nó cho nhiều hóa chất tẩy trắng nhiều quá, thì nó đậu hũ, ăn đậu hũ rất là nguy hiểm quý vị, mình không ăn nữa. Và bean sprout tức là giá đó quý vị, mỗi một ly giá là tới tới trời, mỗi một ly giá tới 9.2 gram protein. Thành ra giá cực kỳ tốt, cái đậu xanh xanh của nó là protein nó chứa ở trong đó. Rồi spinach là rau bina, rồi asparagus, dịch không được tiếng Việt quý vị, asparagus hình như rau gì tây đó, quên rồi. Asparagus ha quý vị ha. Rồi rồi bắp cải ha quý vị, rồi broccoli lẽ nhiên là bông cải xanh ha. Rồi spinach nè, rồi nhiều lắm. Rồi kể cả cái dưa leo, rồi kể cả cái bắp cải tím quý vị. Tất cả những thứ đó là lẽ dĩ nhiên, tất cả các loại đậu nữa là đều có protein cho mình, cho những cái dân ăn rau như mình ha. Thì cái đó là bây giờ mình chia sẻ xong cái phần cách ăn uống và cách dùng cái này là như thế nào nha quý vị. Thì trong cái bộ TR90 đó mình có 4 thành phần quý vị nhá, 4 thành phần. Thì cái này bên Mỹ nhưng bên Việt Nam cũng tương tự như vậy thôi. Thì bên Việt Nam là gói, thì bên này là cái hộp. Thì cái này là hộp bột chất đạm, và đây là cái châm stock quý vị nhá, và đây là cái feed, đây là control, và đây là cái feed cho mình. Thì bây giờ mình nói chức năng của mỗi thứ và mình dùng như thế nào. Bây giờ mình nói chức năng trước rồi mình nói cách dùng nhá. Thì cái châm stock đó, cái chức năng của nó đó là châm tạc, cái chức năng của nó mình nói thành phần trong một bài khác tại vì nó dài quá quý vị sẽ chán. Rồi châm tạc cái chức năng của nó đó là nó được, cái công thức của nó được chế tạo ra để cho sự bắt đầu của một ngày đầy năng lượng và năng lực, và do đó nó ảnh hưởng tích cực, và đồng thời những cái thành phần trong này á nó cũng ảnh hưởng tích cực cho cái sự biểu hiện gene của mình nữa quý vị ha, và nó giúp cho mình có năng lượng để mình bắt đầu một ngày tốt. Ok, còn cái ăn này lẽ nhiên chất đạm thì quý vị ơi, trong này chất đạm nó là những cái thành phần là toàn là rau củ không, thì chất đạm nó là thức ăn cho cơ bắp của mình, mà cơ bắp á, nó là cái máy đốt mỡ cho mình around the clock, là suốt ngày nhá, là cái thành phần thứ hai. Còn cái ăn này á, là control, thì bên Việt Nam cũng có control, thì cái control nó dùng để cho mình nó cái những cái thành phần được biến được bỏ trong này, nó giúp cho mình cái bộ óc của mình được điều khiển và mình không có ăn bậy, mình không có thèm ăn bậy nhá, và giúp cho mình cái gì mà mình nhập vô trong ngày nó no hơn và không hỗ trợ cho mình không có thèm thuồng và ăn bậy. Rồi cái này á, cái feed này á thì nó hỗ trợ cho cái sự giúp tăng cường sự chuyển hóa trong cơ thể, tăng cường sự chuyển hóa trong cơ thể, và đồng thời nó giúp cho duy trì cơ bắp của mình đừng có bị mất mát đó. Thì cái đó là cái feed nó là như vậy.
Thì đó là chức năng của bốn thứ trong trong cái sản phẩm này quý vị. Bây giờ cách dùng là như thế nào? Mình nói chức năng rồi nhá, bây giờ qua cách dùng nào. Cách dùng là anh này á, xin lỗi quý vị. Rồi, cách dùng đó là cái bạn này đó mình dùng buổi 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 sáng. Trong cái bộ mình mua thì thường thường có 15 gói mà thôi. Nhưng mà mình luôn luôn mình mua thêm một một hộp nữa, tức là có 15 gói nữa, tức là mình dùng mỗi ngày. Nhưng quý vị vẫn có thể dùng 15 ngày đầu, còn 15 ngày sau thì hết thì thôi không sao hết. Nhưng mà cái anh này đó là dùng buổi sáng trước khi mình ăn điểm tâm 10 cho tới 15 phút. Nhưng mà nếu mình nhỡ mà mình quên á, cái này nó rất là hay, mà là mình dùng bất cứ trong ngày, bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà ideally đó, tức là lý tưởng đó, là dùng buổi sáng trước khi ăn điểm tâm 10 tới 15 phút để mình khởi đầu một cái ngày tích cực và một cái ngày có nhiều năng lượng. Đã. Rồi một ngày một gói. Rồi cái control này đó quý vị, đây là control, thì mình dùng mỗi một lần 2 viên và một ngày 2 lần, và cũng trước bữa ăn từ 15 phút 10 cho tới 15 phút nhá, một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Rồi cái feed này đó là mình dùng một ngày 3 lần, sáng trưa chiều, cũng trước bữa ăn từ 10 cho tới 15 phút mỗi lần 1 viên nhá. Thì cái này mỗi lần 1 viên, một ngày 3 lần 3 viên. Ok. Rồi còn cái protein này thì mình dùng từ tùy theo cái số lượng protein mà mình ăn buổi chiều đó. Mình biết trước là buổi chiều mình ăn cái gì, thịt cá gì đó, mà mình biết trước cái ngày hôm nay mình ăn như thế nào, thì tổng số protein là mình phải calculate ra là mỗi một ngày mình bao nhiêu. Nhưng mà mỗi một cái scoop trong cái này đó là 15 gram. Thành ra nếu mà như là dân ăn rau như mình thường thường mình uống 2 scoop là mình được 30 gram, thì mình chỉ lo lắng mình thiếu có 18 gram còn lại thôi nhá. Thì quý vị tính ra cái công thức đó và từ đó mình áp dụng cái sản phẩm này quý vị, cực kỳ dễ và đơn giản phải không ạ? Và đồng thời đi song song với chương trình chuyển đổi biến đổi cơ thể trong vòng 90 ngày, quý vị phải tập thể thao, tập thể dục, thì có thể có một cái bài tập thể dục 4 phút mà nhảy jumping jack rồi đại khái như vậy, thì quý vị chịu khó tập thể dục để mà cái sự sử dụng sản phẩm nó hữu hiệu hơn. Rồi ngủ đầy đủ, nó cũng hỗ trợ nữa quý vị, và ăn uống uống nước chứ, uống nước đầy đủ, thường thường 2 lít nước mỗi ngày tối thiểu cho cơ thể mình để đừng có bị táo bón quý vị nhá. Rồi đồng thời phải dùng Life Pack Nano mỗi một ngày, cái hộp không lẽ đứng lên lấy, bắt buộc ở bên 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 Việt Nam mình dùng 2 gói Life Pack mỗi ngày, một gói hình như 3 viên nhá, 2 gói tức là một ngày 6 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên, dùng với bữa ăn hoặc là dùng khi nào mình nhớ cũng được nhá. Mình thì giờ mình quen rồi, khi nào mình nhớ là mình dùng thôi, nhưng mà bao tử của quý vị nào yếu yếu hoặc là mới 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 dùng sản phẩm của New Skin thì nên dùng khi ăn á. Mình uống bên bên Life Pack của mình là có 7 viên, thì mình uống vô rồi mình mới bắt đầu mình ăn. Thì một ngày 2 gói Life Pack quý vị ở bên Việt Nam và 2 gói Life Pack Nano ở bên Mỹ. Còn các bạn bên Việt Nam mà xịn hơn một tí đó thì 2 gói Life Pack cộng với lại 4 viên Marine Omega ở bên Việt Nam nhé, 4 viên Marine Omega. Marine Omega cực kỳ quan trọng cho cơ thể mình, nó bảo vệ óc, nó bảo vệ đường ruột, bảo vệ tim, bảo vệ khớp, bảo vệ mắt. Marine Omega nó là đa số là thành phần là của tế bào của mắt và tế bào của óc, là trong là cần Marine Omega, thành ra mình người nào cũng phải cần dùng hết, càng già thì lại càng cần. Thì bây giờ cái bài nói chuyện của mình tới đây chấm dứt và rất cảm ơn các bạn có mặt ở trên này nhá. Thì xin thân chào, và mình sẽ làm một bài nữa để nói chi tiết thành phần của các sản phẩm này quý vị. Cực kỳ mê cái thành phần và cái chức năng của nó, tại sao nó cho ra chức năng như vậy, các bạn phải đọc thành phần nha, đặc biệt là Jumpstart. Ok, thì mình làm một bài riêng để cho những người nào mà muốn tìm hiểu thì đi vô nghe thôi. Còn đặc biệt là các bạn mà trong sức khỏe đó, như là bác sĩ, mình thấy có mặt ở đây bác sĩ Xuân Vũ nè, rồi một vài bạn khác, thì có thể thích nghe về thành phần và tại sao nó tạo ra cái chức năng như vậy. Ok, và mình dùng TRNID, TR90. TR90 từ lúc nó ra đời cho tới bây giờ chắc khoảng 4-5 năm rồi. Và mình đã hỏi khoa học gia của New Skin, đây là thức ăn mà mình có thể dùng cho tới chết quý vị. Và mình chuẩn bị sẽ dùng cái sản phẩm này tới chết. Và kinh nghiệm đã cho thấy rằng những người nào mà đi TR90 đó, từ từ là xuống hết tiểu đường, xuống hết cao huyết áp. Là tại vì mỡ mất mà. Mỡ trong người mình nó là nguyên nhân của bệnh tật. Trong mỡ nó có nhiều hóa chất mà nó làm cho mình cao máu, cao mỡ, tiểu đường. Bác sĩ ở đây là có mặt là đồng ý với mình điều đó. Cao mỡ, cao máu, tiểu đường là 3 cái thứ đó, và mỡ nhiều quá cơ thể mình nặng, đeo cái bụng nặng trước nó cũng làm cho mình đau khớp, đau đầu gối nữa. Thành ra khi mình dùng TR, đừng có nói tiếng Anh, TR90 thì tự nhiên bị mỡ, tự nhiên giảm huyết áp, giảm đường, bớt đau thấp khớp, và 3 cao 1 thấp giảm hết quý vị nha.
thì nó hỗ trợ một cách rất là tự nhiên. Thành ra và đi lâu đó, cái da mặt mình đẹp ra tự nhiên nó trắng và nó trơn ra, nó không còn sần sùi và nó không còn nám nữa quý vị nhá. Thì cái đó là những kết quả mình thấy suốt 4-5 năm nay với rất là nhiều khách hàng của mình và cả kể cả chính mình nữa quý vị. Ngày xưa mình bị nám và đồi mồi rất là nặng nhá. Và có thể cái vóc dáng của mình ngày hôm nay với 65 tuổi mình vẫn được như vậy là nhờ mình duy trì với cái THR90 và mình chuẩn bị uống suốt đời quý vị nhá. Thì mình có nhiều câu hỏi bạn nói là sau uống 3 tháng, 6 tháng cơ thể chuẩn lại rồi, mình có cần xuống hay không, hay là mình ngưng, hay là mình tiếp tục? Câu trả lời tiếp tục uống cả đời nhá. Rồi, thân chào các bạn và xin một lần nữa cảm ơn ạ.